Vâng, xin kính chào quý bà con và các bạn ham mê nuôi ong trên mọi miền Tổ quốc. Bây giờ 2 giờ chiều ngày 22 tháng 12 2023. Tức là 10 giờ tức là ngày mùng 10 tháng 11 âm lịch. Rất vui để trở lại với kênh YouTube Kỹ thuật Nông Linh Phương. Thời tiết lúc này là tuy rét nhưng mà rét khan nhá. Và có buổi sáng nay thì rất là gió to. Và nắng và vẫn nắng. Nhưng chiều nay thì tốc độ gió thì đã giảm rồi, tức độ gió thì đã gió nhẹ rồi. Đấy, và chiều nay thì ông cũng đã đi làm, cũng rất đông. Và những con chúa tơ ở những cái đàn mà chúng ta thay chúa hoặc chia đàn muộn vẫn có đủ điều kiện để phối giống chiều nay nhá. Cho nên là quý bà con chúng ta cũng không lo, không sợ nó không phối giống được. Thì chiều nay nắng lên là ông đi làm là chúa vẫn đi ra phối nhá. Thế cái việc của tôi chiều nay thì báo cáo với quý bà con và các bạn. Chúng tôi có mấy cái việc làm chiều nay, cho nên là vẫn cứ chia sẻ với quý bà con và làm một cái video chia sẻ quý bà con chúng ta được biết chiều nay công việc tôi được làm. Một là chúng ta kiểm tra những đàn ong thay chúa hoặc những đàn chia đàn ở cái thời điểm này là phải 10 ngày nhá. Tức là những cái đàn ong mà chúng ta chia đàn hoặc thay chúa thì phải 10 ngày chúng ta mới kiểm tra, chứ chúng ta không nên kiểm tra thời gian từ lúc chưa đến 10 ngày, 5 ngày, 6 ngày là chúng ta không kiểm tra. Bởi vì là trong cái thời gian buổi chiều này đấy, 5, 6 ngày buổi chiều này thì ong đang đi giao phối. Nên buổi chiều nắng này chúng ta kiểm tra lúc ong đang đi giao phối cái tầm chiều từ 1 giờ đến 3 giờ chiều, 4 giờ chiều. Thời tiết đặc nẹt đẹp mà nắng như thế này chúng ta kiểm tra, không nên kiểm tra vào cái thời gian 5, 6 ngày và 3 ngày là chúa nở, từ 3 đến 5 đến 6 ngày là chúng ta không kiểm tra. Bởi vì tầm này là chúa đi giao phối, chúng ta kiểm tra không thể thấy chúa được. Bởi vì là cái thời điểm này chúng ta nâng lên là chúa đi ra phối, nhiều khi đàn chúng ta không thấy chúa thì chúng ta lại tưởng là mất chúa nhá. Thì chúng ta kiểm tra chúa vào thời điểm ngày thứ 10. Thì ngày thứ 10 là chúa phải còn, mà chúa ngày thứ 10 là chúa đẻ. Có nhà nào nhanh nhất nó đẻ vào ngày thứ 8, mà không thì ngày thứ 10 nó sẽ đẻ nhá. Thế thì chúng ta kiểm tra những cái đàn người thứ 10, bây giờ chiều nay là tôi kiểm tra những đàn thứ 10 để xem những con chúa nào đẻ và những con nào chúa nào chưa đẻ và những con nào mất, thì chúng ta 10 ngày sau chúng ta sẽ kiểm tra được chúa mất hay còn nhé. Hai là chúng ta có thể đổi hoặc rút cầu cho đàn chia. Có thể đổi. Chiều nay là tôi đã cũng vẫn gắn chân tầng và cho xây tầng những cái đàn ong 3 cầu. Thùng đôi thế kia chúng tôi có thể là điều chỉnh rút cầu ra và lại cho xây được. Vậy là thợ giết nhưng vẫn cho xây được với lý do là đàn ong mạnh. Đàn ong mạnh mà chúng ta không cho lên nữa thì chúng ta điều chỉnh sang đàn khác, chúng ta rút cầu và chúng ta cho xây tầng vào nhé. Đấy, cho lại xây tầng vào thì chúng ta tuy rằng thời tiết rét nhưng mà vẫn có xây cầu được với lý do là thời tiết nắng ấm là một. Thứ hai là chúng ta lại cho ăn và rút cầu ra thì nó thiếu chỗ thì nó vẫn cho xây cầu. Thì quý bà con chúng ta sẽ xem, tôi sẽ chuẩn bị lại. Đây là cái đàn ong mà đàn ong mỗi bên 3 cầu. Tôi chuẩn bị đi rút đi một cầu. Đây là đàn ong 3 cầu nhé. Đây là thùng đôi, đây, thùng đôi rất ấm đấy. Chúng tôi không chống rét, nếu 3 cầu nó rất ấm, trên vẫn cho xây được. Và chúng ta rút đi một cầu là ta cho xây chứ. Rút đi một cầu để viện đàn khác. Đấy. Đây, 3 cầu đấy. 3 cầu chúng tôi đã xây hết rồi đấy. Đây ạ. Chúng tôi sẽ rút bớt đi một cầu nhé. Đây, tôi sẽ rút vớt đất vào cầu. Đây đẻ rất là đẹp đấy, chú tôi đẻ đấy. Rút cầu nhá. Tôi rút vớt một cầu nhá. Tôi sẽ rút vào cầu như thế này. Rồi tôi viện cho một cái đàn mà tôi chia.
và tôi sẽ tiếp tục cho xây bù, rút đi một cầu ta lại cho xây nhá, để ta cho cái đàn ong này, để cho cái đàn ong này là không phát triển lên 4 cầu mà ta chỉ giữ ở mức 3 cầu thôi. Cái đàn này người ta gọi là đàn xây chủ công, đàn xây chủ công, chủ công, nhưng mà chủ công đã lên nhộng rồi, tôi rút bớt một cầu nhộng cái kia đi, tôi rút bớt một cầu nhộng kia đi, tôi viện cho một cái đàn khác, viện cho một cái đàn khác mà tôi đã chia một cầu mà đã, nó đẹp rồi thì tôi viện sang để cho nó lên, lên cái đàn một cầu chia nó thành 3 cầu và thành 2 cầu. Còn này đàn này tôi lại tiếp tục cho xây. Đấy là cái đàn này tôi lại lấy đi một cầu, lấy đi một cầu, nó đang mạnh nhưng mà tôi lấy bớt đi một cầu để cho đàn này nó giảm về vị trí 3 cầu thôi, không cho lên 4 cầu. Chúng ta không cho lên 4 cầu. Tôi tiếp tục làm nửa bên này nhé. Đây một nửa đàn 3 cầu và nửa bên này bàn 3 cầu nữa. Tôi lại tiếp tục rũ ở cái bên này nhé. Tôi lại rũ nửa bên này và tôi lại lấy đi một cầu. Và tôi lại đưa cái chân tầng đi vào đàn này xây tiếp. Tôi sẽ rũ nhé. Đây, cái nửa bên này đang đòi xây lưỡi mèo đấy ạ. Đây ạ. Tôi lại rũ cái cầu này, tôi lại rũ cái cầu này ở cái nửa thùng đôi bên kia nhá. Và tôi lại cho xây tiếp. Và ta lại lấy cái chân tầng này. Tôi lại lấy cái chân tầng này và tôi đưa vào cho nó xây nhá. Nó vẫn đòi xây đấy, lưỡi mèo đấy. Ta vặt lưỡi mèo đi nhé. Mùa rét vẫn xây được cầu, nhưng mà ví lý do là đàn này nó mạnh thì chúng ta rút cầu đi viện thì chúng ta sẽ xây bù lại nhé, thì rất nhanh. Chỉ 3 ngày là hai cái đàn này nó lại lên 6 cầu nhé. Thế còn hai cầu này ở hai ở cái nửa thùng đàn bên này, ta lại rút đi, ta viện sang một cái đàn mà tôi đã chia và có đủ quân để ôm, thì ôm cầu chúng ta sẽ viện đàn này để cho cái cầu đàn kia lên rất nhanh nhé. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ dừng video, ta đi tìm đàn viện nhé. Tôi dừng video để chúng ta sẽ đi tìm đàn để viện cầu. Vâng, như vậy là tôi đã lại tiếp tục lên cái trại 2. Lúc nãy là tôi lấy ở cái đàn, tôi rút ở cái rút cái cầu ở cái đàn trại 1, và cái đàn ong mà có 3 cầu, ở cái thùng đôi mà có 3 cầu, mỗi thùng có 3 cầu, mỗi đàn có 3 cầu trong thùng, thì tôi sẽ rút ra như thế này. Tôi đã rút đây rồi. Tôi đã rút những cầu này. Đây ạ. Tôi đã rút những cầu này và tôi đi viện những cái đàn mà 1 cầu chia mà chúa đẻ rồi. Tôi đi tìm những cái đàn một cầu mà chia chúa đẻ rồi nhé. Đây toàn những cái đàn chia một cầu đấy. Mà chúa đã đẻ rồi đấy. Thì chúng ta sẽ đi tìm nhé. Rồi tôi đánh dấu những cái đàn chia một cầu. Ta đã tìm. Đây những cái đàn này như thế này là chúng tôi bán hết rồi nhé. Đàn trồng là bán hết những đàn 4 cầu đấy. Bán rất nhiều đấy. Bây giờ chúng tôi phải tiếp tục chia ra. Bù vào những cái đàn bán như thế này nhé. Đây rồi là bán rất nhiều ong rồi đấy. Thì tôi bây giờ lại chia ra một cầu. Như thế kia là chia một cầu hết rồi nhá. Đàn 3 là chia ra một cầu. Đây là toàn là đàn 3 cầu chia ra một cầu. Cái bãi kia cũng thế. Đây cái đàn này là cái đàn tôi chia từ cái đàn này. Chia từ cái đàn này ra đây. Đàn 3 cầu đây tôi chia ra đây một cầu. Thế bây giờ cái đàn này một cầu nó lên rồi thì chúng ta xem đàn một cầu nó lên như thế nào và chúng ta sẽ viện cầu nhá. Tôi dựng lại video chúng ta sẽ xem nhé. Tôi mở đây. Đây là đàn chia một cầu chúa tơ đã đẻ vào 20 tháng 12.
thì chúng ta giờ sẽ viện một cầu này vào cái đàn này là để cho nó lên hai cầu nhé. Đây một cầu tôi chia này, tôi chia một chú tôi đẻ rồi nhé. Cái ong tiếp đất từ nào của tôi rất khỏe đấy. Đây chú tôi đã đẻ rồi đấy. Tôi chia đàn một cầu chú tôi đã đẻ thế này, chúng ta viện nhộng đây. Đấy. Chúng ta viện cầu rồi nhá. Ta lại lấy cầu vừa rũ xong nhá. Vừa rũ xong ta viện vào đây. Nó sẽ tự động lên hai cầu rất nhanh nhá. Hai cầu rất nhanh. Và ta lại chèn thước vào nhá. Đấy. Đàn chia một cầu. Và chú đã đẻ rồi thì tôi vừa viện cho nó một cầu nhá, vừa viện cho nó một cầu nó sẽ lên hai cầu rất mạnh nhá. Mà đàn ong chúng ta là hạ thấp như thế này thì đàn ong của chúng tôi nó rất ấm áp và rất khỏe và đi làm rất mạnh và đàn ong phát triển rất mạnh nhá. Đây ạ. Mùa rét mà hanh heo nhiệt độ thấp, gió gào, chúng ta hạ thấp này rất lợi. Đấy, như thế này tôi đã viện xong cái đàn này rồi nhá. Vâng, và chúng ta sẽ đi tìm một cái đàn khác nhé. Vâng, như vậy là tôi vừa viện xong cái đàn 71 chia một cầu ấy rồi. Ta sẽ đi dàn sang đàn khác nhé. Và tiếp tục. Tất cả cái chỗ này là tôi chia một cầu hết ạ. Bởi vì là ong giống rồi bán rất nhiều cho nên là đợt này tôi phải chia một cầu. Như cái đàn N6 thì cũng chia một cầu, mà cái đàn số 7 là từ 3 cầu chia sang đây một cầu. Và cái đàn này cũng đàn 41 được cũng chia một cầu. Thì là tôi xem là chú đẻ hôm đẻ rồi nhá. Thì chúng ta sẽ bắt đầu lại tiếp tục viện cho cái đàn đó nhá. Và đây cái đàn này đàn 41 này. Đàn 41 mà chia một cầu. Chúa cũng đã đẻ 20 tháng 12, tức là đẻ được 2 ngày hôm nay thì chúng ta bắt đầu là chúng ta lại viện cái cầu rút lúc nãy nhá. Đây ạ, ta lại viện cái cầu này vào nhá. Viện nhưng mà chúng ta phải xem quân nó có đủ sức ôm cầu không, thì chúng ta viện chứ ít quân chúng ta viện được nhá. Đây ạ, đàn ong tôi cũng để thấp đất, để tiếp đất này. Rời khô khao nắng hành như này chúng ta tiếp đất là đàn ong rất ấm. Mà bên trong chúng ta lại ủ ấm theo kiểu này. Thì lúc này chúng ta ủ ấm thế này thì nó rất ấm nhá. Đây ạ. Chúng ta xem cái đàn một cầu là nó rồi. Đây. Đây, cũng thừa quân đủ ôm một cầu nhá. Thừa quân đấy ạ. Chúng ta xem quân có thể đủ ôm được cái cầu không nhá. Đây ạ. Cũng rất là đông quân đấy ạ. Ong tôi để tiếp đất cho nên là cái những con ong này nó vẫn cứ giãn quân thế này nhá. Tiếp đất cho nên là đàn ong nó rất ấm áp. Ở ngoài gió rét thì trong nó vẫn ấm áp nhá. Và lớp quân nó đã nở hết rồi. Nó nở hết rồi mà chúng ta không viện cái cầu nhộng thế kia thì đàn ong nó sẽ bị quân già nhiều. Thì chúng ta sẽ viện vào nhá. Đây. Chúng ta sẽ tiếp tục viện cái cầu này vào. Viện thì ta đặt vào bên trong nhé. Ta sẽ đặt bên trong và cầu viện sẽ đưa ra bên ngoài. Thì quân sẽ tràn vào để nó ủ ấm. Và tiếp tục chúng ta vẫn đặt thước. Và chúng ta tiếp tục đưa cái ván ngăn này vào. Đấy là cái đàn này tôi chia một cầu và chúa đẻ thì bắt đầu tôi viện cầu tiếp theo thì đàn ong lại lên hai cầu rất mạnh và chúng ta ủ ấm này. Ủ ấm mùa đông ủ ấm thế này và tiếp đất đàn ong rất ấm nhá. Thì mùa này chúng ta chỉ cần để hở một tí chỗ này thôi. Để hở một tí này để thoát hơi nước thôi. Nhưng mà trong vẫn phải có ẩm độ nhá. Chứ đàn ong mà khô quá cũng không tốt. Đàn ong ở trong mà khô ráo quá cũng không tốt thì chúng ta vẫn phải có ẩm độ trong đàn ong. Vẫn phải có ẩm độ nhé.
ẩm độ 75% là được. Đấy. Và tiếp đất, vừa tiếp đất và lại vừa ủ ấm thế này. Rời rét, gió may gạo chúng ta ủ ấm bằng ni lông thì rất là ấm nhá. Và nếu như chúng ta có thể cho giấy báo bên trong thì càng tốt. Giấy báo thì càng tốt. Còn đây không có giấy báo thì chúng ta ủ ấm thế này. Ta có cái gì ta ủ ấm cái đó. Và tiếp tục chúng ta cho đây lại. Và thế là xong. Tôi đã viện được cho hai đàn ong rồi. Và cứ những cái đàn ong như thế này chúng ta cứ tiếp tục đi xem để viện nhé. Vâng, còn chúng ta sẽ ngồi lại để chia sẻ cùng với quý bà con nhé. Vâng, như vậy là tôi đã dừng lại để kết thúc video nhé. Thế thì chiều nay cái việc làm tôi đã chia sẻ cho quý bà con chúng ta nắm được cái nội dung là chúng ta rút cầu ong ở những cái đàn mạnh, chúng ta viện vào những cái đàn ong mà chúng ta chia một cầu và chúa đã đẻ rồi thì cho ta nâng nó lên là thế hai thì đàn ong phát triển rất là mạnh. Thế là đấy, vừa rồi là chúng tôi chia một cầu ở cái đàn lệch, đàn ba cầu tôi chia ra một cầu, tôi gọi là chia một cầu thì vừa rồi chúa đã đẻ hết rồi thì tôi sẽ viện một cái cầu có nhộng để nâng cái đàn ong, thế đàn ong đó lên. Nhưng yêu cầu cái đàn ong đó viện đó thì nó phải có đủ cầu, đủ quân như lúc nãy quý bà con nó xem rồi, đủ quân để ôm một cái cầu nhộng mới. Chứ nó thiếu quân không đủ ôm một cầu mới thì chúng ta không nên viện nhé, mà chúng ta sẽ viện một cái phương pháp là viện cả cầu cả quân. Thì ngày mai tôi sẽ có một cái video hướng dẫn quý bà con chúng ta viện cả cầu cả quân ở cái thế đàn chia một cầu nó không đủ quân để ôm cái cầu thứ hai đấy. Thế thì chúng ta vừa rồi đã rút cầu ở cái đàn ba cầu, đã rút đi một cầu rồi ở cái thủ đôi lúc đấy. Chúng ta rút được cầu thì chúng ta cho xây cầu mới, nhưng phải nhớ là cho ăn nước đường nhé, phải nhớ cho ăn, khi xây cầu mới phải nhớ cho ăn đấy. Bởi vì đang rét mà tôi vẫn xây được cầu với lý do là cái đàn đó đã ba cầu, tôi rút bớt được cầu thì nó đang bị thiếu chỗ, nó chỉ có hai cầu đó thôi, thì chúng ta cho xây với cái cầu tiếp theo rất nhanh, và lúc đó chúng ta duy trì ở thế ba cầu và có thể chúng ta lại rút đi một lần tiếp theo nữa. Thì tùy, chúng ta có thể yêu cầu chúng ta dùng cái đàn đó là làm đàn chủ công để viện trợ những cái đàn mà xây đàn chia một cầu, hoặc chúng ta khi đủ rồi thì chúng ta giữ ở thế đàn ba cầu để vượt đông nhé. Vâng, thế thì video đây hết. Cảm ơn quý bà con các bạn đã theo dõi video này, và cuối cùng quý bà con chúng ta thấy hay thì chia sẻ đăng ký kênh ở bình luận phía dưới nhé. Vâng, xin chào.